Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, để đánh giá công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong tuần qua, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế cho biết toàn tỉnh ghi nhận 37 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 26 ca đã khỏi bệnh và xuất viện, 11 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa và Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Dự kiến từ nay đến tháng 9 năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tiếp nhận và đưa vào cách ly tập trung nhiều chuyên gia nước ngoài quay trở lại làm việc. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương không được chủ quan lơ là phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát và giám sát chặt các khu vực có nguy cơ lây nhiễm như vũ trường, quán karaoke, chợ. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập và dân lập nâng cao cảnh giác những đối tượng có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, tổ chức xét nghiệm trên diện rộng khi cần thiết để phát hiện sớm các ca bệnh COVID-19. Ông Trần Văn Tuấn cũng nhấn mạnh, năm học mới đang đến gần, Sở Giáo dục Đào tạo phải đảm bảo công tác phòng chống dịch để năm học mới diễn ra thuận lợi, an toàn. Đối với Sở Thông tin Truyền thông, cần tiếp tục tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng BlueZone trên điện thoại thông minh để phấn đấu đạt mục tiêu 60% dân số của tỉnh cài đặt ứng dụng này.